Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ hư mất và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi. Điều mà Cha tôi ban cho tôi thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha tôi. Tôi và Cha tôi là một. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, Chủ nhật thứ tư Phục Sinh hướng chúng ta về vị mục tử nhân lành là Đức Giêsu Kitô. Thế nhưng tôi mời gọi mọi người cùng tôi nhìn về quan niệm của Cựu Ước về hình ảnh của người mục tử mà các sách Cựu Ước đã viết. Các ngôn sứ trong Cựu Ước đã nói về hình ảnh của các mục tử như thế này: Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi ngay được trên đường ngay lẽ chính vì danh dự của người. Lạy Chúa, dầu con ứng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Tác giả Thánh Vịnh đã ca lên một bài ca về vị mục tử đã chăn dắt mình. Cũng ám người tiên tri Ezekiel cũng ám chỉ đến những nhà lãnh đạo thời đó, khi họ đóng vai trò mục tử mà không sống đúng vai trò ấy của mình. Vị tiên tri này viết: Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Chiên của ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú. Chúng chạy tán loạn, chiên của ta tản mát trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi, trên khắp mặt đất. Thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiểm tìm. Còn trong tân ước, Đức Giêsu Kitô khẳng định: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Kẻ làm thuê không phải là mục tử, vì chiên không thuộc về anh ta. Nên khi sói đến, anh ta liền bỏ chiên mà chạy trốn. Sói bồ lấy chiên và làm cho đàn chiên tan tác. Vì anh ta chỉ là kẻ làm thuê và không thiết gì đến đoàn chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha đã biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Và tôi hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Tôi còn những chiên khác không thuộc đàn này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi và chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Như thế nào là một mục tử tốt? Qua những bản văn Cựu Ước, Thánh Vịnh và lời của Đức Giêsu Kitô mà tôi vừa đóng lên trong bản anh chị em. Trước tiên, Đức Giêsu Kitô phân biệt hai loại mục tử. Một là vị mục tử đích thực, hay là chủ chiên nhân lành. Hai là kẻ mục tử giả hiệu, hay là kẻ chăn thuê. Mục tử tốt là biết chiên và chiên biết mục tử, và cho chiên được sống dồi dào, không phải bằng của ăn hay hư nát, nhưng là của ăn mang lại sự sống đời đời. Mục tử dồn không thiết gì đến chiên, vô trách nhiệm,
trước sự nguy cơ của đoàn chiên, nên khi sói đến là bỏ chạy. Mục Tử Dụng lợi dụng chức vụ để mọi người phải phục vụ cho mình, vơ vét của cải nguồn lợi cho bản thân mà tiên tri Ezekiel đã khuyến cáo. Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Sữa chiên thì các ngươi uống, len thì các ngươi mặc, chiên béo tốt các ngươi giết, nhưng đoàn chiên thì lại không lo chăm sóc. Chiên đau yếu các ngươi không làm cho mạnh, chiên bệnh tật các ngươi không chữa cho lành, chiên bị thương các ngươi không băng bó, chiên đi lạc các ngươi không đưa về, chiên bị mất các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Những mục tử hôm nay trong hội thánh, thú thật với ông bà anh chị em, tôi bảo bà anh chị em, chúng ta phải chấp nhận một sự thật là các mục tử ngày hôm nay trong hội thánh cũng có hai loại mục tử như thời Chúa Giêsu. Một mục tử tốt lành, lo lắng cho đoàn chiên, khiêm tốn phục vụ vô vị lợi, sẵn sàng lên tiếng bênh vực và bảo vệ đoàn chiên khi sói đến, dám đứng về sự thật, không thỏa hiệp với gian dối và tà quyền, vui vẻ đón tiếp mọi người, không phân biệt giàu nghèo, hay chạy theo giàu mà bỏ người nghèo, thăm viếng an ủi người đau khổ bệnh tật và noi gương để trở nên đồng hình đồng dạng với mục tử Giêsu. Còn các mục tử dụng trông coi công việc của mục tử là một nghề kiếm sống, vơ vét của cải, thích được cung phục, săn đón người giàu, gạt bỏ người nghèo, thậm chí bạc đãi họ, lối sống xa hoa ích kỷ hưởng thụ, nhà sang trọng, quần áo thời trang, chọn đi xe đời mới đắt tiền, không quan tâm đến những nhu cầu của người nghèo và các bệnh nhân đang cần trợ giúp, quan tâm đến những công việc đời thường của thế gian hơn là những công việc thuộc chức năng mục tử của mình, làm mọi việc chỉ vì lý do lợi nhuận cho bản thân. Nói đến mục tử, Đức Giêsu Kitô cũng nói đến những con chiên. Như thế nào là một con chiên tốt? Trước tiên, chiên tốt là chiên biết nghe. Nghe là vâng phục và sau đó là thực hành. Một con chiên không biết nghe lời chủ chiên là một con chiên bất tuân phục, hay nói khác đi, bất hiếu với vị chủ chiên ấy hay vị mục tử ấy, để rồi họ tự làm việc theo kiểu của họ chứ không theo dẫn dắt của vị mục tử. Chiên tốt còn là chiên biết chủ chiên của mình, biết ở đây để có liên hệ thân tình, biết để có thể chia sẻ bày tỏ những biến cố trong cuộc sống, vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ. Biết không có nghĩa là tránh né và sợ sệt. Chiên tốt còn là chiên đi theo. Đây là một hành động dứt khoát sau khi nghe và biết. Đi theo không phải để soi mói, bình phẩm, chê bai hay dèm pha chỉ trích mục tử của mình hay những anh em đồng đạo khác, mà cùng với chủ chiên và cộng đoàn tiến về đồng cỏ xanh tươi. Anh chị em thân mến, ngày Chúa Nhật thứ tư phục sinh, ngày hướng về vị mục tử nhân lành, tôi xin ông bà anh chị em cùng cầu nguyện cho nhau. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi để tôi trở nên mục tử tốt chứ không phải là mục tử dụng. Xin cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta là những bậc làm cha làm mẹ trong gia đình. Chúng ta cũng là những mục tử mà chúng ta đang chăm sóc con cái của chúng ta, để chúng ta trở thành
những người cha người mẹ tốt lành, đạo đức thánh thiện nên gương sáng cho con cái, chứ không phải những người cha người mẹ đầy những tính hư nết xấu hay những gương mù gương xấu cho con cái. Để hết thảy mọi người chúng ta đều trở thành những con chiên tốt, con chiên ngoan người đi theo chủ chiên của mình là vị mục tử tối cao Đức Giêsu Kitô. Và ngày hôm nay tôi cũng mời gọi ông bà anh chị em cầu nguyện cho những người mẹ trong gia đình. Sự cảm nhận tình thương của một người mẹ đối với con cái rất rõ ràng và dễ dàng. Chúng ta có thể nhận được tình thương ấy ngay từ khi chúng ta còn là bào thai trong lòng của mẹ mình. Từng giấc ngủ, từng dòng sữa, từng hành động dắt tay con để chậm chững bước đi những bước đầu đời, từng tiếng ê a để bọc mẹ gọi mẹ cha, và còn nhiều điều khác nữa. Tôi mời gọi ông bà anh chị em, dù lớn hay nhỏ, dù đầu bạc hay đầu còn xanh, dù người nằm giường bệnh hay người đang mạnh khỏe, tất cả đều có một người mẹ nuôi dưỡng nên chúng ta. Và vì thế chúng ta hãy thảo hiếu và kính yêu các đấng sinh thành mà hôm nay cả thế giới đang hướng về những người mẹ trong từng gia đình. Xin đừng làm cho mẹ mình phải buồn tủi và khóc vì hành động và cử chỉ lời nói của mỗi người chúng ta xúc phạm đến các đấng sinh thành, nhất là mẹ của mình. Xin đừng làm cho mẹ phải khổ tâm để âm thầm đi vào một góc nhà nào đó rồi ngồi đấy khóc một mình mà không một người chia sẻ, để rồi khi người con chợt nhận ra công ơn của mẹ cha cao như núi, rộng như sông, thì cha mẹ không còn để có thể nấu một chén cháo, bê một ly nước hay chăm sóc cha mẹ của mình lúc tuổi già hay lúc ốm đau. Xin cố lên và mãi mãi yêu mến tôn trọng cha mẹ của mình, để từ đó chúng ta trở thành những người con hiếu thảo. Nếu cha mẹ đã qua đời, tôi mời gọi ông bà anh chị em trong ngày hôm nay với ba thánh lễ tôi dâng, xin hiệp lễ với tôi để cầu nguyện cho các ngài đã qua đời. Nếu các ngài còn sống, xin cũng hiệp trong ba thánh lễ này để xin Chúa phục sinh đấng mục tử nhân lành, giáng phúc lành xuống cho người mẹ vất vả cực khổ đã nuôi chúng ta nên người. Và khi trở về với gia đình sau thánh lễ, nếu người mẹ của mình còn đang sống, dù là già hay là trẻ, tôi xin mọi người hãy ôm lấy cổ của mẹ mình hay nằm vào trong vòng tay của mẹ để nói rằng: mẹ ơi, con yêu mẹ. Mẹ ơi, mẹ là mẹ của con. Và nếu những người mẹ đấy đã qua đời, xin đừng ngại bước chân tới nghĩa trang ngày hôm nay để thắp lên một nén nhang, đặt trên mộ mẹ mình một bông hồng để dâng lời cầu nguyện cho chính người mẹ đã khuất. Và như thế, đó là ơn thảo hiếu, đó là sự vâng phục, và đó cũng là tình con đối với các đấng sinh thành. Amen.